Về việc sử dụng phần mềm thì rất đơn giản, các bạn chỉ việc mở lên, đăng nhập, nhập thông tin tài khoản tại amk.pro, nhập mã bảo mật. Việc phải đăng nhập này giúp đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng của tại amk.pro. Và đăng nhập thành công thì sẽ có vào một cái giao diện như này. Đây là giao diện chính của phần mềm. Như này là thành công rồi.